bạn có tin được không? Cậu nhóc này đã nhấc bổng một người đàn ông to lớn vứt ra khỏi sàn đấu, đối thủ lập tức bị knock out. Điều mà một đô vật chuyên nghiệp chỉ làm được khi có sự hỗ trợ của kỹ xảo điện ảnh. Nhưng trước đó, cậu ta đã phải trải qua một hành trình dài để đến được sàn đấu này. Jack là một anh chàng bị hội chứng đau bẩm sinh, và anh ta đang bị mắc kẹt tại một viện dưỡng lão. Trái ngược với vẻ ngoài ngây ngô của mình, Jack đang âm thầm lập một kế hoạch để thoát khỏi cái nơi chết tiệt này, và chẳng ai đếm được đây là lần thứ bao nhiêu cậu ta tìm cách chạy trốn. Đến nỗi những điều dưỡng ở đây đã phải dành sự quan tâm đặc biệt cho cái cửa sổ của Jack. Ngoài đam mê với việc vượt ngục, Jack còn có sở thích với đồ vật và thần tượng của cậu ta, chính là Redneck, một đồ vật huyền thoại với tuyệt chiêu Atomic Four. Trời ạ, hôm nay chúng ta đã xem cú ném đó 10 lần rồi. Eleanor đến là để thông báo rằng, nhờ Jack mà bà Mary đã mất đi toàn bộ đặc quyền trong tuần này. Nhưng cậu ta chẳng hề quan tâm đến điều đó, bởi Jack nhận thức được rằng nơi này không dành cho cậu ta. Em còn trẻ, và em chưa có già. Ông ca mới già. Em không biết tại sao em lại ở đây. Eleanor tỏ ra đồng cảm, nhưng sự thật là Jack không có bất cứ người bảo hộ nào để bảo đảm những thứ thiết yếu cho cậu ta, và Jack đã phải ở trong cái lồng chim này suốt 2 năm rưỡi. Đến với một nông trang xa xôi, ta gặp Tyler, một anh chàng ngư dân chăm chỉ. Trông kìa, hôm nay có vẻ là một ngày may mắn đối với anh ta. Quay trở về vựa cá của Sam, hóa ra số cua mà Tyler bắt được lại nằm trong cái lồng của người khác. Ông chủ của anh ta không hài lòng về điều này, vì lo sợ rằng vựa cá của ông ta sẽ mất đi giấy phép hoạt động. Tyler bị đuổi việc, Sam khuyên anh ta hãy sống tốt hơn và tìm kiếm một công việc mới. Điều đó sẽ khiến cho người anh trai đã khuất của anh ta sẽ cảm thấy tự hào. Quay trở lại viện dưỡng lão, đêm hôm đó, vì trông thấy Jack quá tội nghiệp, ông ca đã sử dụng một vài kỹ năng đào tẩu để giúp đỡ cho cậu ta trốn chạy. Jack cảm ơn người bạn già, và cậu ta hứa rằng sẽ mời ông ca đến dự sinh nhật. Đi đánh bại vài đứa đi. Thanh niên bắt đầu bôi chét lên người vô số dầu ăn, và chui tuồn tuột ra bên ngoài. Jack cuối cùng cũng đã trốn thoát khỏi viện dưỡng lão. Khi trời hửng đông, Jack đã bỏ chạy đến trại cá của Sam. Cậu ta lẻn núp dưới một chiếc thuyền, và trông thấy Tyler đang bị nhóm của Duncan tra hỏi về vụ mấy cái lồng cua. Tyler bị tẩn cho một trận, tên Duncan cảnh cáo nếu anh ta còn đụng vào đồ nghề của hắn, thì lần tới, thứ bổ vào đầu anh ta sẽ là cây bẫy lốp xe. Sau khi nhóm của tên Duncan rời đi, quá tức giận, Tyler liền dưới xăng lên đống đồ nghề của chúng, và châm mồi để bỏ chạy. Anh ta leo lên chiếc cano mà Jack đang trú ẩn, tên Duncan và toán đàn em của hắn cũng lập tức lên ga đuổi theo. Sau một hồi bị bám đuổi gắt gao, Tyler liền nhanh trí tấp vào một bụi lau để cắt đuôi mấy thằng đầu gấu. Tên Duncan cũng lập tức tắt máy, để con thuyền trôi tự do và quan sát xung quanh. Tình thế bấy giờ vô cùng hồi hộp, nhưng Jack thì đã không chịu nổi nữa rồi. Cậu ta bị Tyler phát hiện và bị anh ta dí dao vào cổ. Mày là ai? Không thấy động tĩnh gì, tên Duncan chỉ đành ôm hận cùng các anh em quay trở về. Tyler cũng lập tức nổ máy, để di chuyển theo hướng ngược lại. Quay trở lại viện dưỡng lão, sau khi phát hiện ra Jack đã bỏ chạy, Eleanor bị gọi đến phòng quản lý, cô bị Glenn khiển trách. Có vẻ như tất cả tiền của gia đình cô mua được cho cô cái bằng, nhưng không mua được kinh nghiệm cho cô nhỉ. Eleanor được yêu cầu đi tìm Jack và đưa cậu ta quay trở về, trước khi Glenn phải báo cáo chuyện này lên tiểu bang. Trong khi cậu ta và Tyler đã phải tấp vào bờ, vì chiếc cano đã bị chết máy, Tyler thu dọn đồ đạc, anh buộc phải bỏ lại con thuyền vì không còn cách nào khác. Cả hai tiếp tục lên đường bỏ chạy. Jack vẻ mặt nghiêm nghị, thứ lỗi cho em, anh sẽ giúp em chứ. Thật xui là thanh niên không biết bơi, nhưng Tyler đã đồng ý cho cậu ta theo cùng. Trên suốt hành trình, Jack đã thổ lộ về ước mơ được đến trường đấu vật Redneck của cậu ta, và nó là một manh mối khá hữu ích đối với Eleanor. Ngay khi đến được khu dân cư, Tyler đã bỏ mặc Jack ở lại, bất chấp cậu ta có nài nỉ một cách khẩn thiết và với thiện chí muốn được kết bạn. Tyler rời đi, Jack quay sang, "Này, mấy bạn muốn đến tiệc sinh nhật của mình không?" Tyler bắt được một chiếc xe, nhưng anh ta lại nghe ngóng được vụ hỏa hoạn mà mình gây ra khá tồi tệ, cảnh sát đã vào cuộc. Họ đã lập rào chắn khắp các ngã đường để bắt thủ phạm. Cảm thấy bất an, Tyler liền xuống xe, với lý do là anh ta đã để quên đồ. Khi quay trở lại bến cảng, Tyler phát hiện Jack đang bị một thằng trẻ trâu bắt nạt, nó bắt cậu phải nhảy xuống dưới. Này, nhảy đi, thằng thiểu năng. Này, nó không biết bơi, nhưng thằng trẻ trâu đã đẩy Jack xuống, Tyler vội vàng nhảy theo. Anh vớt thanh niên nhỏ nổi lên bờ và đi tè một phát cho bớt sợ. Tyler nói rằng anh ta đang có dự định đi đến Florida. Và thật tình cờ, trường đấu vật mà Jack muốn tới lại nằm ở trên đường đi. Cậu có nói dối tôi về ngôi trường này không? Cậu thề có Chúa chứ? Vâng, em thề có Chúa, em có bằng chứng trong cuộn băng. Và họ lên đường. Trong khi tên Duncan và một thằng đàn em khác đã đi lùng sục tung tích của Tyler ở khắp các ngóc ngách, nhưng chúng chẳng thể tìm thấy gì. Sang với Eleanor thì cũng không khá khẩm hơn. Quay trở lại với Tyler và Jack, họ đang băng qua một cánh đồng ngô. Tyler không thể đi đường chính vì anh ta đang bị truy nã, trong khi Jack thì đang than vãn vì chân của cậu ta quá đau và mỏi. Tyler liền cục xúc quay trở lại, dằn mặt Jack, yêu cầu cậu ta hãy bớt thắc mắc và giữ cho tâm hồn của anh ta được yên bình. Họ sẽ giữ im lặng trong suốt chặng đường còn lại.
Nhưng Jack thì lại giải thích rằng cậu ta bị hội chứng Down và mong có được sự thông cảm từ Tyler, cơ mà anh ta thì lại tỏ ra không quan tâm lắm. Họ mò đến một trạm xăng. Cậu có tiền chứ? Đương nhiên là không rồi, vì Jack còn chẳng có túi quần. Vậy là Tyler lại phải lôi một chiếc quần từ ba lô ra để đưa cho thanh niên nhọ nồi. Xong xuôi, anh ta phi thẳng vào tạp hóa để mua ít đồ, một hũ bơ đậu phụng và một cái móc câu cá. Đó là những gì mà Tyler mua được sau một hồi mặc cả. Nhưng ông già lại có vẻ hốt hoảng vì cây súng săn của anh ta. Ô chết, cháu hiểu. Thấy Tyler có vẻ là người tử tế, ông già đã tặng anh ta một chai rượu ngâm, nhưng tôi cần một ngụm nhỏ để bình tĩnh lại. Ở đây, Tyler vô tình bắt gặp Eleanor. Sau một màn thả thính nhưng không dính của Tyler, Eleanor liền đưa bức hình của Jack ra, để hỏi họ có ai từng nhìn thấy cậu ta chưa. Nhưng Tyler đã không trả lời ngay, anh ta dò hỏi liệu có tiền thưởng gì không, và câu trả lời là không. Nhận thấy Tyler là một thanh niên hãm lìn, Eleanor liền rời đi. Cô có số điện thoại chứ? Cô sẽ cho số chứ? Lỡ như tôi tìm thấy thằng bé thì sao? Tyler chỉ đành nuốt nước miếng rời đi. Anh ta quay trở lại để khoe với Jack rằng mình vừa mới gặp Eleanor và khen thanh niên rất khá khi bỏ chạy khỏi viện dưỡng lão. Giờ thì họ đã chính thức trở thành cộng sự khi có một mục đích chung, đó là bỏ chạy. Nhưng sẽ có vài nguyên tắc được đặt ra. Luật đầu tiên, Jack không được khiến cho anh ta bị chậm lại. Luật thứ hai, Tyler sẽ luôn nắm quyền và Jack phải làm phần nhiệm vụ của cậu ta. Thanh niên cho rằng họ nên có một kiểu chào riêng cho băng đảng, kiểu anh em chí cốt, để trông cho nó ngầu. Vậy là Tyler đành phải chiều theo ý của cậu ta, và họ chỉ sử dụng nó vào những dịp đặc biệt. Này, luật số 1 là gì? Đương nhiên là tiệc tùng rồi. Không, không phải là tiệc tùng, mà là đừng khiến tôi chậm lại. Thoáng chốc, họ đã đến được một con sông. Tyler cho rằng cả hai phải bơi qua bờ bên kia, vì đó là cách duy nhất để rút ngắn thời gian. Có ý tưởng nào hay không? Ta sẽ đi máy bay, thôi cởi quần ra đi. Ngay sau đó, Tyler lập tức bơi qua con sông. Theo sau là Jack, cậu ta nổi lên nhờ vào các túi khí do Tyler tạo ra. Nhưng mới đi được nửa đường thì một con thuyền đánh cá cỡ bự đã xuất hiện. Tyler liền hốt hoảng hối Jack hãy mau bơi về phía trước cùng anh ta. May mắn là Tyler đã kịp qua được bờ bên kia để kéo Jack thoát khỏi sự càn lướt của con tàu. Anh ta nằm thở hổn hển và được Jack kéo lên để tiếp tục quay trở lại hành trình. Họ dừng chân tại một bờ hồ rộng lớn. Ở đây, Tyler đã tập bơi cho Jack. Chẳng mấy chốc cậu ta đã có thể tự nổi được. Khi màn đêm buông xuống, họ nằm nghỉ bên xác của một con tàu cũ. Tôi chẳng có một chút gì là sợ cậu luôn. Jack tỏ lòng, cậu ta muốn trở thành một đồ vật chuyên nghiệp, nhưng hơn hết, cậu ta cũng muốn trở thành một kẻ xấu, bởi vì gia đình của Jack đã bỏ mặc cậu ta. Nhưng Tyler đã giải thích rằng, đó không phải là lý do cậu ta có thể trở thành người xấu, bởi người tốt cũng bị bỏ rơi mà Jack. Nhưng cậu ta thì lại tỏ ra khá tự ti, vì bản thân đang mắc hội chứng Down, mà lý do chủ yếu là Jack được nghe quá nhiều lời đánh giá từ người khác, cậu ta là một tên thiểu năng. Nhưng Tyler đã khuyên Jack rằng cậu ta cứ mặc xác những kẻ tồi tệ đó và hãy tập trung vào đam mê của mình. Hôm nay Tyler đã thấy được sức mạnh bá đạo của Jack khi cậu đã suýt kéo đứt cánh tay của anh ta ở cạnh bờ sông. Nhớ lại thì trước đây, Tyler cũng đã từng có một người anh trai, chỉ bảo anh ta những điều đơn giản như vậy. Nhưng kể từ sau vụ tai nạn đó xảy ra, nó đã ám ảnh Tyler và biến anh trở thành một kẻ sa ngã. Sáng hôm sau, khi vừa mới thức dậy, Jack đã hỏi Tyler rằng anh ta có thể trở thành huấn luyện viên cho cậu ta được không? Nhưng Tyler thì lại chẳng biết gì về đấu vật. Trông thấy thanh niên mặt nổi quá nhiệt huyết, Tyler đã quyết định giúp cậu ta tập luyện vài thứ cơ bản. Lăn dơm liên hoàn lú, giúp thể lực tăng lên vô cùng nhanh chóng, kỹ thuật ngắm bắn sao cho chuẩn. Nhưng đổi lại, Jack cũng tiết lộ một vài thông tin hay ho của cô nàng Eleanor cho Tyler. Trên đường di chuyển, cả hai phát hiện ra một con thuyền sắt vụn và Tyler nghĩ rằng nó có thể giúp cho họ đi nhanh hơn. Một ông già bị mù bất ngờ xuất hiện, cầm súng đe dọa cả hai đứng im. Bọn mày da đen hay là da trắng? Cả hai giữ im lặng. Ông già nổ súng. Chúng tôi là da trắng. Tao biết mà. Nhưng vì cả hai đều biết sợ Chúa, nên ông già đã tha mạng cho họ. Sau một hồi giảng giải về bài học cừu đi lạc đàn, ông già mù lòa đã tặng cho Tyler và Jack những thứ mà họ cần ở bãi phế liệu, ngoại trừ cái thuyền mà Tyler đã tia. Tuy nhiên bằng với kinh nghiệm thợ mộc của mình, Tyler đã đóng được một chiếc bè khá ổn áp. Ngoài ra, ông già cũng bắt họ phải làm lễ rửa tội, để họ bớt trầm cảm vì những tội lỗi trong quá khứ. Cuối cùng, thì chiếc bè của Tyler cũng đã được hạ thủy. Họ tạm biệt ông già mù lòa và bắt đầu một cuộc hành trình mới bằng đường thủy. Jack nói rằng, cậu ta sẽ cho Tyler toàn bộ điều ước trong sinh nhật của mình cho anh ta. Chính vào khoảnh khắc này, kỷ niệm cùng anh trai lại ùa về, Tyler nhận ra anh ta đã có được một người em trai thật sự. Quay trở lại với công cuộc tìm kiếm của Eleanor, cô nàng đã tìm được đến đúng nơi có manh mối quan trọng, nhưng xui cho cô ta là dàn đèn pha của ông già đã bị cháy bóng. Trong khi chiếc bè của Tyler và Jack đã trôi thẳng đến thượng nguồn, họ tấp vào bờ, Jack bị đau mắt cá chân, và Tyler quyết định cho cậu ta làm tí kháng sinh lên men. Được rồi, luật số 1 là gì? Là tiệc tùng.
Phải rồi, chú trả lời chúng phóc. Khi màn đêm xuống, bên ánh lửa vàng, Jack vẫn đang hăng say rèn luyện thể lực, cho đến khi cậu ta không còn cảm thấy đôi tay và mắt cá chân. Nhưng như vậy vẫn là chưa đủ, Jack vẫn chưa thực sự hài lòng với sức mạnh hiện tại. Tyler gợi ý rằng, Jack cần phải có một cái tên mới để nghe cho thật ngầu. Và cậu ta thì rất thích chim ưng. Tyler liền ngồi dậy để đi bứt vài nhánh cây về. Anh ta quấn băng keo xung quanh người của Jack và chét lên mặt cậu ta ít bơ đậu phụ. Jack hùng hổ tiến tới nâng gốc cây lên lần hai, và lần này cậu ta đã làm được, đồ vật chim ưng bơ đậu phụ chính thức được ra lò. Cả hai cùng nhảy múa tưng bừng quanh đống lửa, vui vẻ nhâm nhi chai rượu ngâm cho đến tận khuya. Sáng hôm sau, Elinor xuất hiện, cô phát hiện Jack đang nằm thẳng cẳng và vội vã dìu cậu ta ngồi dậy. Kế bên, Tyler đang cho thằng em của anh ta đón ông mặt trời và gửi lời chào đến cô nàng. Elinor hối Jack hãy mau quay trở về cùng cô ta, nhưng Tyler thì lại không nghĩ vậy. Họ xảy ra xung đột, Tyler tỏ ra khá lúng túng vì Elinor hoàn toàn không có chút thiện cảm nào đối với anh ta. Anh để một cậu bé mắc hội chứng đau ở giữa một nơi hiu quạnh. Tôi là người đã và đang chăm sóc nó, vì cô không thể làm được nếu cô không nhốt nó vào cái lồng. Elinor xin lỗi vì đã phải giải tán băng nhóm nguyên thủy của Tyler, cô cần phải đưa Jack về để cậu ta nhận được sự chăm sóc. Vâng, đó là một sự mỉa mai không hề nhẹ, và họ quyết định đi ra xa để nói chuyện cho ra ngô ra bia. Elinor đe dọa sẽ báo cảnh sát bắt Tyler về tội danh bắt cóc, nhưng Tyler cho rằng chẳng có cơ sở gì để bắt anh ta, vì rõ ràng Jack đang bỏ trốn. Tyler hỏi về mong muốn của Elinor đối với cuộc đời và tương lai của Jack. Cô ta tỏ ra bối rối, còn Tyler thì đã hứa sẽ đưa Jack đến trường đấu vật ở Aiden. Cô có vẻ là người tốt, cô quan tâm tới nó, cô lặn lội tới đây, có khi do cô thích tôi cũng không biết. Tyler liền ngỏ ý mời Elinor cùng tham gia vào băng đảng nguyên thủy của anh ta, nhưng cô nàng đã từ chối, cho đến khi Jack cầm chìa khóa xe của cô ta quăng thẳng xuống biển, và khẳng định cậu ta chỉ muốn đến trường đô vật Redneck. Thì Elinor đã buộc phải chiều theo ý của hai thanh niên mặt nồi, họ sẽ mất 1-2 ngày trên chiếc bè để di chuyển đến Aiden, tuy nhiên căng thẳng vẫn chưa dừng lại, khi sự quan tâm quá mức của Elinor đối với Jack đã khiến cho Tyler cảm thấy chướng mắt. Anh ta liền kêu Jack hãy bắt đầu bài tập kiểm soát hơi thở, và quay lại để nói Elinor hãy thôi coi Jack giống như một thằng thiểu năng, cậu ta có thể tự làm được mọi thứ mà. Hết giờ, bao lâu vậy ạ? Tyler, lâu lắm. Elinor, chưa đủ lâu Jack, làm lại đi. Elinor liền nổi máu điên, khen Tyler rất dũng cảm khi dám nói chuyện với cô ta như thế. Cô đã phải dành 2 năm qua để cống hiến cho viện dưỡng lão. Elinor thừa biết, Jack không nên ở đấy, nhưng cô không chọn điều đó thay cho cậu ta, và cô đang làm những gì tốt nhất có thể. Nhưng nhìn xem, thanh niên nhọ nồi đã bắt được một con cá, chỉ bằng với tay không, cả bọn được phen nhảy cẫng lên, vì trông Jack rất cừ. Ở một diễn biến khác, tên Duncan và thằng đàn em của hắn vẫn chưa có dấu hiệu bỏ cuộc, khi chúng đã phát hiện ra vết tích đốt lửa trại mà anh em Tyler đã để lại. Trong khi anh ta thì vẫn đang hí hửng với món cá nướng quét bơ đậu phụ, đến cả cô nàng Elinor cũng phải rụng rời cho 5 sao. Jack kể lại hành trình phiêu lưu của cậu ta cùng với Tyler, cả hai người họ mém thì đã bị thuyền bắt tôm cán phải, và nó thì trông có vẻ rất điên rồ trong mắt của Elinor. Bỏ qua tất cả sự hoài nghi, Elinor đã nhập bọn hết mình cùng với hai thanh niên mặt nồi, họ cùng chơi trò đu dây. Jack rất yêu gia đình nhỏ này và cậu ta hy vọng rằng họ có thể cùng nhau chia sẻ mãi mãi trong suốt quãng đời còn lại. Khi màn đêm buông xuống, chiếc bè dừng lại trên một khúc sông, trong khi cô nàng Elinor đang cùng thằng em số hưởng khiêu vũ bên ánh lửa, thì kế bên anh chàng Tyler lại có vẻ bị bánh cuốn, u mê không lối thoát với cái vẻ đẹp thùy mị này. Tuy nhiên, trong lúc cả ba đang ngủ say, tên Duncan đã tìm ra được vị trí của họ. Hắn đốt rụi chiếc bè của Tyler và chĩa súng yêu cầu anh ta phải nằm xuống. Tên Duncan nói rằng Tyler đã gây ra thiệt hại 12.000 đô cho vựa cá của hắn. Bất chấp anh ta có cầu xin và hứa hẹn sẽ trả nợ, nhưng tên Duncan vẫn nhất quyết đòi lấy đi một trong hai cánh tay của Tyler. Jack xuất hiện cùng khẩu súng lục trên tay. Tên Rat Boy tỏ vẻ vô cùng xoắn, nhận thấy không thể đùa được với mấy thanh niên bị đao. Duncan đành cùng tên đàn em rút lui, nhưng tỏ vẻ chưa muốn buông tha cho Tyler. Khi bình minh ló dạng, băng đảng nguyên thủy tiếp tục quay trở lại hành trình. Tyler trấn an họ điều đó sẽ không xảy ra nữa đâu. Khi dừng chân trên một cây cầu gỗ, thông qua cuộc trò chuyện về hình xăm trên cánh tay của Elinor, Tyler biết được rằng cô nàng là một quả phụ. Nhìn cái cách mà họ nhìn nhau xem, có vẻ như cả hai đã có thiện cảm với nhau rồi. Jack nói rằng cậu ta thèm ăn bơ đậu phụ, và cả ba quyết định tạt vào một cửa hàng để ăn sáng. Ở đây, Elinor đã nhận được cuộc gọi từ Glenn. Ông ta đã liệt Jack vào dạng có rủi ro bỏ trốn. Sau khi Elinor đưa Jack quay trở về, cậu ta sẽ được đưa đến Cherry Hill, một nơi dành cho những kẻ nghiện ngập và gái điếm. Ngay sau đó, cả ba người họ đã tìm được đến trường đấu vật của Redneck, một căn nhà tồi tàn nằm ngay giữa khu rừng. Tyler lấm lét vào bên trong để chào hỏi và kể về hành trình khó khăn của họ để đến được đây. Nhưng tiếc thay, Redneck đã đóng cửa trường đô vật từ 10 năm trước rồi. Tyler nói rằng Jack là một fan bê tông của Redneck và giờ anh ta không biết nên nói gì với thằng em của mình. Tyler gọi Jack đến để gửi lời chào tới thần tượng và cả ba chỉ đành hụt hẫng quay trở về.
Bất chấp Tyler khẳng định Redneck không có thật, nhưng Jack đã xem đoạn băng của ông ấy cả ngàn lần, và cậu ta tin rằng Redneck chỉ đang trốn chạy ở cạnh đầm lầy. Eleanor cho rằng đã đến lúc họ nên quay trở về, nhưng Jack thì không, vì đây là một cú sốc đầu đời quá lớn đối với cậu ta. Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra, khi Redneck đã phi xe phăng phăng đến để hỏi Jack rằng, cậu ta có muốn học đấu vật không? Tất nhiên là có rồi, và họ cùng lên xe quay trở về nhà của Redneck. Ông ta đã chuẩn bị sẵn một sàn đồ vật mô phỏng, để chỉ cho Jack các kỹ thuật đấu vật cơ bản. Nhưng thứ mà cậu ta muốn học nhất vẫn là tuyệt chiêu Atomic Force, một tuyệt chiêu mà cậu đã xem đi xem lại rất nhiều lần. Redneck thừa nhận rằng đó chỉ là một trò bịp, ông ta đã dàn dựng và sử dụng các phần mềm cắt ghép để tạo ra Atomic Force. Tuy Redneck không thể chỉ Jack kỹ thuật đó, nhưng ông ta có thể chỉ cậu những kỹ thuật khác ngon ăn hơn. Kế bên, Eleanor đã hỏi về dự định của Tyler. Sau khi những chuyện này kết thúc, anh ta sẽ giải quyết nợ nần với Dugan. Sau đó là đến Florida, Tyler sẽ mua một chiếc thuyền, sống một cuộc đời tốt đẹp, làm thuê và dẫn người ta đi câu cá giải trí. Tối hôm đó, trong khi mọi người đang nhâm nhi mấy chai bia và cùng bàn luận về những kiến thức đồ vật, Jack đã ngỏ ý cậu ta muốn tham gia một trận đấu thật. Redneck cho rằng đó là một ý kiến không tồi. Có một chương trình được tổ chức ở sân sau nhà của ông ta, Jack sẽ tham gia nó, Sam sẽ là người hỗ trợ cho cậu ta. Mọi người đều tỏ ra mừng thay cho thanh niên, riêng chỉ có bà chị Eleanor là cảm thấy quan ngại vì cho rằng Jack vẫn chưa sẵn sàng. Nhưng mặc kệ, sáng hôm sau, bọn họ vẫn lên đường đi đến giải đấu, một nơi không dành cho sự khoan nhượng với đối thủ. Redneck lập tức điền tên tham gia thi đấu cho Jack, nhưng cậu ta thì lại tỏ ra có chút bối rối, vì các đồ vật choảng nhau ghê quá. Kế bên, một người đàn ông đã nhận ra Tyler, hắn lập tức nhấc máy để gọi điện cho Dugan. Trong khi Jack đã được Redneck căn dặn rằng, phần quan trọng nhất trong một trận đấu, đó là võ mồm. Ngay khi đặt chân lên sàn, Jack phải cà khịa đối thủ để khiến cho hắn mất tập trung, và nếu cậu ta có lỡ bị chảy máu thì hãy thoa chúng lên mặt. Điều đó sẽ khiến cho đối thủ phải dè chừng. Tuy nhiên, Jack vẫn không ngừng tỏ ra sợ hãi, và Tyler trấn an cậu ta rằng, đừng nên tỏ ra như thế vào lúc này. Anh biết cậu làm được, nói cậu làm được đi. Đúng anh ấy đây rồi. Chim ưng bơ đậu phụng đây rồi. Bên ngoài, MC đã bắt đầu khuấy động sân khấu, và thông báo trận đấu sắp bắt đầu. Nhưng Eleanor thì vẫn không ngừng tỏ ra lo lắng. Vậy nên Tyler đã khóa môi của cô ta lại, và khóa luôn tay của cô vào vô lăng. Ngay khi cánh cửa được mở ra, chim ưng bơ đậu phụng xuất hiện, nhưng chẳng có một ai vỗ tay ngoài Tyler, nhạc được bật lên, Jack liền vỗ cánh làm vài động tác tri ân khán giả, cậu bước lên sàn đấu, và cả sân khấu bắt đầu hô vang, chim ưng bơ đậu phụng, chuẩn bị tư thế sẵn sàng để thi đấu, nhưng trọng tài chưa hô bắt đầu, thì lão Sam đã xô Jack té lăn đùng ra đất. Mày đoán xem, tao đã làm việc này suốt 38 năm, và đây không phải một tổ chức từ thiện. Jack thoát khỏi sự kìm hãm của đối thủ, nhưng cậu ta liên tục bị Sam đánh cho nằm gục xuống nền. Bất chấp Redneck có ra hiệu hãy nên nhẹ tay thôi, nhưng đối với Sam thì đó chẳng khác nào một trò hề. Ông ta vẫn tiếp tục làm nốt thủ tục của một trận đấu thật sự, Jack nằm quằn quại trong đau đớn, trong khi Tyler thì vẫn đang cố thuyết phục thằng em hãy mau đứng dậy, mà không hề hay biết rằng tên Dugan đã mò đến tận đây. Qua với Eleanor, cô đã phá bỏ chiếc còng để quay trở lại sàn đấu, thì Jack đã bất ngờ vực dậy tuyên bố, Sam sẽ không được mời đến dự tiệc sinh nhật của cậu ta. Ông ta lập tức bị Jack nhấc bổng lên, quăng ra khỏi sàn đấu. Phải, đó là tuyệt kỹ Atomic Force, và Jack đã làm được. Nhưng Tyler thì không hề ổn, anh ta bị tên Dugan đánh ngất. Tình trạng có vẻ không được khả quan. Jack rời khỏi hàng ghế đợi, cậu ta quay trở lại cùng một chiếc bánh sinh nhật trên tay. Cầu nguyện và thổi nến, chẳng ai biết Tyler có qua khỏi sau vụ đó hay không. Nhưng không lâu sau đó, Jack cùng với Eleanor đã đi tới Florida, và tất nhiên, làm sao có thể thiếu được sự góp mặt của Tyler. Theo đúng như nguyện vọng của Jack, họ đã chính thức trở thành một gia đình, và giờ đây cậu ta có thể làm những điều mình muốn. Bộ phim xin được phép khép lại tại đây, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên để lại bình luận cho mình biết về cảm nhận của các bạn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.